kênh Hương Ngọc Lớp 66 nha nhà. Hôm nay làm món cá tra mình nấu chua với chanh dây nha nhà. Đây có cá tra, chanh dây nha, với ôm gai nha. Đây chanh dây kế bên luôn nha nhà. Mày đi trái chanh dây luôn. Đây. Đây. Đây mình có ốc chuối chà bá luôn nha. Lát mình nấu chuối với ốc chuối nha. Đây thành quả rồi. Chanh dây này nhà trồng luôn nha. Đây gì chanh dây được. Khá ngon. Đây chanh dây chín nè. Rồi lát quay tiếp nha xem nha. Rồi mình bằng cá xong nha nhà, chuẩn bị mình thái nha nha. Đây cá hồi mình thái xong nấu chua với chanh dây nha. Ủa chứ. Đây, đây. Thái xong nhúng nha, nhúng lẩu nha nha. Đây chanh dây với hoa súng nè, với khóm, tôm gai đều có sẵn nha nha. Cá mình bằng sạch rồi nha, chuẩn bị mình thái nha. Thái cá. Chừng mé nha. Cái đầu hồi để nguyên luôn, thái thịt thôi. Gái lo dữ hả? Dạ. Gái lo cho cha vậy đó. Vậy mới có trà sữa uống con. Có trà sữa uống. Cha cha dặn. Bữa cha dặn đó, uống xong đi. Bé bị ướt tay hả? Bị ướt tay rồi. Bị ướt tay. Ý lấy cho em. Ý bán rồi. Đây cá thịt trắng bóc nha. Để đi giúp cho đi nha. Cá con cá bẹp bẹp chân. Gió mát rồi mát. Đây chuẩn bị mình thái đựng con nha nhà, mình sắt miếng vàng nha. Đây, quá ngon luôn. Thái lát mình nhúng lẩu nha, nhúng lẩu chanh dây. Cả nhà có yêu mua mến kênh Hương Ngọc Vlog cho mình like đăng ký kênh nha nha. Thái ngon hơn mọi lát mình nhúng nha. Nấu nước chanh dây, nấu nhúng. Đây mình ăn lạ lạ bữa thì nấu chanh dây đi. Chanh dây nhà có sẵn luôn. Nhúng cho nó lẹ chín nha nè. Rồi. Dạ, ăn tiêu ba đầm làm bánh đi. Nó biểu tàu, cho nó miếng nước đặng. Con ăn đây. Rồi mình thái hết miếng này rồi mình chuẩn bị mình vô mình nấu nha nha. Lát quay tiếp cho nhà xem nha. Rồi mình chuẩn bị mình nấu nha, cá thái sẵn nha. Đây vợ mình chuẩn bị mình cắt chanh dây ra mình nấu nha. Sao nó cứng như vậy? Ra nè. Đây, cắt chanh dây ra nha. Bữa nay nấu chua với chanh dây nha. Đó, quá ngon nha nha. Nhà nấu khoảng 4 trái rồi nha. Ngon chua rồi nấu thêm nha. Đó, chanh dây đã không? Chanh nhà chồng. Chanh nhà chồng luôn nha. Nghe giỏi như 1 lít rồi. Đập đau không? Đá không ngon đó nha. Đây, chuẩn bị mình lấy hộp mình nấu luôn, hộp luôn nha nha. Chơi hết luôn nha, bỏ vỏ thôi nha. Nè, canh chua cá dồ. Canh chua cá dồ nấu cái chanh dây nha. Đi được không? Đây chuẩn bị gọt khóm nha cả nhà. Đây rau ăn kèm gồm có bắp chuối bào với bông súng đồng nha nha. Đây bắp chuối nhà luôn nha. Đây lát mình xào nha nha. Đây thành quả chanh dây đây. Lát mình nấu nguyên hộp luôn nha. Nấu mình ăn thử cái nó ngon không nha cả nhà. Đây chuẩn bị. Rồi. Chuẩn bị mình xào nha nha. Xào tỏi cho thơm nha. Xào cái đầu. Đây, xào tỏi cho vàng để cá cho nghe nha. Đây mình dây nè. Đây mình nấu xương với cái đầu trước nha nha. Cho nó chín nha.
cho xương với đầu với đuôi vô. Thịt rất là nhúng nha. Còn xả gói xanh thì nó đổ nước cho nghe nè. Phải nấu trước luôn. Xả gói xanh nó thơm, nó nấu trước. Hết cho nước luôn. Còn nhiều nước rồi. Rồi, nó hai cái lẩu rồi vậy. Mình cho bột ngọt cho nhà đường ngọt xuống nha. Ê, bột ngọt đường muối nha, lát mình lại như nha. Người miền Tây phải nấu nhiều nhiều đường chút nghe nha. Cho khoảng 2 giá đường đi cho nó ngọt. Ngọt chua chua ngon. Ngọt chua chua nha. Đây mình cho muối vô nha, muỗng muối vô nha. Rồi lát mình nấu cho nó tan vậy mình mới để cho chanh vô sau nha cả nhà. Chanh với khóm vô nha. Rồi, chuẩn bị cho khóm cho nghe cả nhà. Đây bớt lửa cho khóm vô nha. Đây cho khóm gì mình cho chanh dây vô nha. Chơi luôn hộp nha. Bỏ miếng đi mình đi mình lát rồi chua mình cho thêm nghe nha. Cái hộp của nó ăn giòn giòn ngon. Đây lẩu chanh dây với khóm nha. Đây dĩa cá mình nha. Cá lát mình nhúng nha, khóm với ấy nha, và dĩa gạo luôn, dĩa gạo bút chuối rồi, quá ngon. Để mình nêm lên nghe nha, coi chua chưa nha, chua chưa, chừng có thêm, đây cho hết luôn nha, hậu chua chưa? Chưa. Nếu không chua mình cho thêm chanh nha nha. Đây có hộp một đã nha. Ghe nhục é nha nha nè. É, hộp é phiên bản bự. É phiên bản nấu chua hộp é nha nè. Ghe hộp é luôn nha nha. É nó nở ra trắng trắng này hồi nở ra ngoài vàng á. É, é hoàng kim. Chua chua lắm đi. Sắc thêm. Rồi, cái bình chính nha nha nha. Rồi, chuẩn bị mời cái nhà dùng nha. Quá ngon. Rồi, múc ra nha. Rồi. Rồi chuẩn bị múc lẩu ra nghe nha. Chơi mình cái đầu luôn. Múc lẩu mình chơi mình ra vô nha. Rồi màu đẹp ghê rồi. Múc lẩu màu đẹp nha cả nhà. Cái màu của chanh dây. Quá ngon. Đây chuẩn bị mình vô nghe cả nhà ơi. Vô. Vô cho mẹ. Tắt cho chị Hai kìa. Chị Hai có uống nhiều đầu gốc. Vô. Đây vô nè, cũng đi nè. Vô. Nhà vô. Vô. Bà con ăn gì? Đây bữa nay bà Út đi Sài Gòn về nha cả nhà. Đây, này gửi miếng vú heo ở đây. Vú heo. Gắp miếng vú heo lên. Rồi cả nhà miếng vú heo nè. Đây, mời cả nhà nè. Ăn luôn rồi. Ăn hết rồi. Cái này chưa có chín nha con, cục con. Đây có vú heo nướng nha cả nhà. Đây nè mời cả nhà biết nè. Có cái đầu đó chín rồi, trong đó là chín rồi. Cái đầu này là đầu cá gì? Cá dồ. Cá dồ. Cá cha. Nông dã mời ta ăn cái này. Mời cả nhà nha. Đây, mời nhà vú heo nha. Vú gì anh á? Tụi la không nổi. Mời cho ông bà lên tivi luôn. Bậy cũng được. Ơi. Đây là mời miếng ra ngoài. Sáng ngày mở mua thang nướng vậy. Đây anh em về được đổ qua chặn cả nhà. Cho mình vô tụi bè luôn. Xuống nhậu cái nào đây con. Bè luôn. Chặn tụi bè luôn. Ăn miếng quế rồi. Chuối rồi, kẹp chuối vô. Bây giờ hai góc tối này không nghe. Cái giá. Giá heo này vợ bán không? Có là mấy gấp à? Mình đấy, bây giờ mình gấp miếng mình chặt ra đi. Ừ.
Rồi cái dĩa cái sốt còn đâu miếng nữa. Đũa này quăng bên đi rồi mình đắp qua đây. Nói chén kìa cũng được chứ còn gì vậy á. Chén đó. Ừ, chén còn mà. Nhóc chén đó. Mới gì vậy? Con uống hả? Không có lấy cái giá là trang gì ta. Con chậm chậm qua cái lẩu ngang rồi. Rồi chuẩn bị vô nè. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Vô. Chú nhà đâu rồi? Chạy luôn. Chú nhà lấy cái giá. Nó lắm nhiều ông nội. Nằm trúp lớp như này nè ông nội. Ừ, đúng không? Chứ nó mỏng mà. Trục đây. Đúng mà. Nó hớt bằng máy đó ông nội. Nó cắt bằng máy luôn á. Chú heo rồi sao mấy cái vú? Nó cắt ra rồi. Chú heo. Nè, vú nè. Chú mới lên ăn cơm chưa? Đâu phải gắp cho con đâu mà con hốt dữ hả? Ăn từ từ thôi. Thôi. Cầm cái miếng ăn đi. Ừ, cho mày bớt cái cơm đi luôn à. Vô. 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 Chạy ra, sợ chạy ra. Không ngồi rồi ớt chứ trời. Để cho ớt họ chết luôn quá. Ớt nào để trong đó. Vô, vô, vô. Để sẵn chén trái gì đâu ơi. Nó sợ nó không nghe máy luôn. Này mấy ông bác Sài Gòn về nha, đãi nha đây. Lấy ly đi con đừng mất đá. Đây đi. Làm gì? Làm gì? Ta làm gì? Cái dĩa của chị hai sửa sàng ăn. Có mới đem ra đó. Nè, chị đi miếng con ở đây mà nhà miếng nè. Tôi rót ba bột. Chấm vào. Chấm vô coi rồi. Lúc vô. Mời cả nhà nha. Đó. Đó nữa làm gì ra cho mấy đứa uống vậy? Ừ. Nè. Con bia rồi nó uống từ từ quen rồi vừa đó. Bắt cái đi hai chồng mày uống rồi mới mốt không có bạn bè thì gia đình uống luôn. Bắt hai nó xuống tới. Gà kìa, gà mổ điều, gà mổ điều. Vô nè. Vô. Ủa, tôi bới cơm cho con mà. Tự nhiên bới lên cho anh chưa chân có vợ rồi đó. Ai? Tự nhiên con mẹ, con nuôi hả? Nuôi Phong hả? Phong hả? Ừ. Bây giờ hả? Mẹ dữ hả? Đã dữ ta. Vô, vô. 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 Vô, con gấp mời cho. Vô. Ăn sinh nhật chạy lại rước. Chưa chín đó đi em mới để vô cái này chín mấy cái đầu chín đó mấy cái màn đó cái này mà cái này taxi cho bà lên YouTube luôn mày ơi có còn nữa sao không thấy gao vô ngay cạnh có cháu gần anh lên chức ông vô. Ngoại nè cũng có coi vô nói uống chưa ăn hả chưa cũng nữa rồi thôi kêu khoái lên YouTube ai vậy? Mày đưa cái nào nhỏ nhỏ, mày đưa cái cục này nhỏ nhỏ ớt. Tao quay chơi. Nó vợ con gì mà chú chát nha. Rồi mời cả nhà chú chát chấm cái này làm nó biết chứ con không nha. Không biết được. Chị muốn biết con. Con không biết. Rồi cho chủ thằng nào view miếng ơi. Thằng nào làm đó biết chứ. Còn cháu là mày thấy nó mua được cái điện thoại rồi. Rồi vô kìa view miếng cho nó. Vô nè. Rồi mời cả nhà miếng bia luôn nha. Vô nè. Vô. Vô. Ở trong á, hai còn đó không? Cái niệm nằm trong cái da. Cái niệm sữa của nó. Nó cắt cái vú này ra rồi, nó nằm ở trong cái niệm sữa. Nó sắc mỏng ra. Alo. Cái cục bông bông sữa trong này, thấy cái vú này là nó thấy cái da nó. Alo alo. Dạ bỏ rồi nó còn ừ, cũng có nhà không? Đổ tháo không lụm chưa? Cũng đó. Đây mà ở nhà miếng vú heo nha. Cái này người ta vú heo chứ không phải là mua núm heo. Núm heo núm heo khác. Ừ có nhà không? Dạ anh không? Trời lù bù quá à. Vô. Nó nói gì vậy? Nó nói nữa cái nó ra đi. Chạy cho anh hai nè. Hai ba anh hai ở đây nè. Vô. Chạy anh hai lửa nè. Ừ. Rồi đi đón cháu tới chiều. Ở đó nè. Nó có thằng Hưng bữa nay nghỉ bữa này rồi đủ có nhậu nào. Ừ có thằng Hưng ở nhà bữa nay nó nhà nữa nè. Chị anh Hùng chạy ra đi. Ngày mốt review miếng cá được không? Cá... À. Chạy ra nha. Mày không ra tao ra luôn mà. Chú heo nha. Bị đám. Nè cái nhà miếng chú heo nha. Ừ. Bữa nay được lên tìm nhà vô miếng chú heo. Tại đó ăn sườn không? Bá giấu ăn mình nên. Ăn tương. Tương cái là cá gì? Cá cha. Không biết người ta mời. Không thằng ơi. Miếng chấm được rồi chào. Ôi trời ơi, lỗi rồi, chấm chào. Rồi cả nhà á. Chấm chào nha. Vâng. Ăn món đồ độc đạ lạ đó. Chấm tào lao rồi đó. Độc lạ. Mấy Sài Gòn chỉ ăn gì không đó. Đây bắp chú bào luôn nha. Đây. Cá cha nấu với chanh dây nha. Chua chanh dây. Chưa cắn gì thật. Mô hoạt á. Vú heo luôn. Vú heo nướng nha. Nướng ăn chú chát luôn.
cốc nè, cốc nấu nguyên trái nước hỏi mấy game luôn. Cốc này à, cốc này nước dặm nè. Đâu nước thử coi cả chị ngon luôn. Chị ngon. Chị đạm á. Này chị đưa chạy. Chị đưa chạy. Nước đây đang cái rồi chấm gì đó. Uống nha. Uống rồi trả em con. Có hai chị em, có hai chị em nó cũng giành lộn ăn nữa kìa. Hai chị em gái không hả? Gái rồi. Kiếm một đực nữa được rồi. Thôi sợ. Không, đực bự không được. Thằng này giờ nó thôi bé lớn mình nhờ được rồi. Vô chừng nào sắm được cái máy bắn bê tông ha, kiếm thằng nữa. Ai kêu không kêu gặp cái cột chỗ nào bắn tí à. Bắn khi đợi rồi không trả tiền tao rồi tính sao à. Không trả à bắn nữa. Bắn là không trả tiền nó sắp. Chứ này sao có một gia dân công trình không cầm lên cái cậu quýt mà dân mình nẻ mẹ đó bơ. Dân mẹ đi rồi nó trả tiền nó trả không nội ơi. Ba cái khay giảng nó bởi hết trời rồi. Làm cái đầu cá cha đi trời. Vô ăn cái đầu cá cha nè. Ăn cái đầu cá cha đi chừng nữa mày ăn con cá cha luôn. Gắp lên đi. Gắp lên đi mẹ. Bự dữ không nội. Ăn mẹ đi. Đầu bự. Bỏ vô chén đi. Rồi giờ dở ra nè. Để cho con lụm cá luôn đi. Được rồi. Con lụm cá đi con. Chấm nước mắm cái không ơi. Đây chấm mắm luôn mặn thôi, chấm mặn mà còn chấm nước mắm cái nữa. Cạp cái đi con. Cái đầu đi con. Cái con đó. Cái đó nó còn ớt. Cái này nó không muốn nhén. Dính nó mới ngon á. Cái này ớt đó trời. Cái này nó nặng lắm. Cái đó mặn lắm ha. Đây rồi. Chấm nước mắm rồi. Chấm nước mắm thêm cái kìa đó mặn gì nữa mà mặn. Cái đó bị nó dính nguyên cái này giống cái này bụng nè. Cái ớt vô vô. Thấy rồi nha. Thấy ông ơi mà ông vẽ con cá he mà ông đẩy cá nửa con không? Cá này dai nha. Cao dưới mương này là. Cá này dai dở nhỏ nhỏ mẹ dai. Wow. Nó nhúng thịt rồi vô. Ủa con trâu nó mua nuôi cá ở đâu? Bỏ cái điện thoại. Cái chê không à? Nuôi ở đâu? Bình Thành bánh cái chê cầu. Chê. Chơi đây tôi sang bến. Ủa tính hỏi là bắt con ta nó hay gì không nội? Bắt gì trong nội? Cái chê mà gì cũng muốn lẩu luôn vậy bắt lên muốn lẩu. Tào lao tào lao hỏi như phân tới thì. Chê đó là gì? Chê ngon cái loại cái chè. Ăn cá không? Cá chè mới ngon. Không ăn con không. Bao nhiêu mà nó khóc. Bạn gì khóc thì chuyện qua giờ cứ ăn được rồi khóc. Mày nhậu qua hôm nó không cho ăn gì cho. Ăn đúng gì gặp mẹ mình đúng được mới. Rồi là hôm nay là đưa trả cái đây cho chị hai rồi qua cho sửa chim cụt. Rồi do cái nên mình kết thúc clip đây nha. Rồi ok nè, 1 2 3 vô nè. Đi con đường, con đi đi. 1 2 3 vô. Làm gì chứ các nhà tường luôn. Đến ban ngày con game đi thiên hổ luôn cái gì đâu. Tôi một lần cái gì vậy? Kết thúc clip đây nha cả nhà. Nhà cái quý kênh Hương Ngọc lắp cho mình like lên kênh nha. Nhà cái thiên hổ tôi không có bắt được.